Mẫu này là mẫu tóc cài mẫu mới nhất bên nhà em luôn nha mấy chị. Mẫu này vô cùng tiện lợi và rất là dễ xài luôn ạ. Đó, mình chỉ cần cài lên tóc của mình như thế này là xong nha mấy chị nha. Rất là đẹp và vô cùng tiện lợi luôn phải không ạ? Chị em nào tóc ít tóc thưa muốn thay đổi kiểu tóc, muốn tóc mình dài hơn, bồng bềnh bóng mượt hơn thì mình nên chọn cho mình một kiểu tóc cài như thế này nha. Chị em nào vụng về nhất thì mình vẫn có thể xài được luôn nha. Chất tóc được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp mấy chị thấy không ạ? Chất tóc bóng mượt còn hơn cả tóc hiệu của mình luôn. Cho nên mấy chị xài cứ an tâm chất lượng cho em nha. Em đang xài đây là màu nâu đen nha. Em có màu đen tự nhiên, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nữa. Tổng cộng là nhà em có 4 màu nha mấy chị nha. Ở bên trên nó sẽ có một cái cài đá nhung đen như thế này thì nó sẽ rất là tiện lợi cho mấy chị có thể kết hợp với tất cả các loại quần áo, màu xanh, màu vàng, màu cam nào mình cũng có thể sử dụng cái tóc cài này hết nhé. Rồi, khi mà sử dụng tóc cài thì em cũng thường hay là mix với một cái máy thưa như thế này thì trông mình sẽ trẻ trung hơn. Đặc biệt là những chị em nào mà bị thưa trên chân tóc và bị lõm hói hai bên như thế này thì mình sử dụng tóc máy này để che đi khuyết điểm của mình nhé. Kẹp tóc máy này lên là mình vô cùng hách tuổi luôn đó mấy chị, rất là trẻ trung luôn nha. Và che được khuyết điểm cho mình nữa nha. Trán cao, trán bị hói hai bên, bị lõm vào hai bên nha. Đó, chị thấy không ạ? Rất là trẻ luôn nha. Kẹp cái máy này lên là nhìn trẻ trung vô cùng nha mấy chị nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là tóc cài đá thẳng, cộng màu, cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Đây là cái phần bên trong tóc cài nha mấy chị nha. Bên trong nó được đan với dạng lưới như thế này, mình có thể chọc tay ra ngoài luôn giùm cho em. Đó thì là khi mấy chị xài là đội lên á thì mình không có sợ bị hầm bị bí ở trong cái da đầu của mình nha. Và cái cài này là nó sẽ theo một set, một cái cài đá nhung và một cái tóc như thế này. Nhưng cái cài này không nhất thiết phải xài chung với cái tóc này đâu nha, mình có thể tháo rời ra được và mình có thể thay thế bất cứ cái loại cài nào mà mình thích nha. Rồi bên trong nó sẽ có một cái dãy cài như thế này. Khi mà mình sử dụng tóc cài này rất là đơn giản, chỉ cần cột gọn tóc lại giùm cho em như là được nha. Mình sẽ cố định cái phần dãy cài này lên cái phần chân tóc của mình, chỗ nào mà mình thích thì mình cứ kẹp lên thôi. Rồi mình gắn cài lên nha. Quá dễ dàng luôn phải không ạ? Trời ơi quá dễ dàng luôn, quá xinh xắn luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này có mã là cài đá xù nha. Cài đá xù, ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là cài đá xù. Còn màu còn với số điện thoại thì em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong video ngày hôm nay nha. Mẫu này nhà em có 4 màu, màu đen tự nhiên và màu nâu đen. Màu em đang sử dụng là màu nâu sô cô la và có màu sáng hơn là màu nâu vàng nữa. Thì chúng ta có mấy chị màu gì thì mình chọn màu đó giùm cho em nha. Rất đẹp và rất là tiện lợi luôn. Rất là chắc chắn nha mấy chị nha. Mình cài lên gì cứ rì như thế này không có sợ rơi sợ rớt nha. Comment đúng cú pháp để được nhà em chốt đơn nha mấy chị nha. Nhớ để lại số điện thoại thì nhà em mới về chốt đơn cho mấy chị được ạ. Mà cũng đừng quên là mix thêm một cái máy thưa như thế này nha, vừa giúp cho mình trẻ trung hơn và giúp cho mình che khuyết điểm là trán cao, trán bị lõm vào hai bên nha. Cho dù là xài tóc ngoạm, tóc nào thì em cũng hay mix thêm một cái tóc máy thưa lên phía trước bởi vì nó sẽ làm cho mình trông trẻ trung hơn và che được khuyết điểm của mình nhiều hơn á. Trời ơi có quá nhiều sự đáng yêu ở đây luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này là cài đá tóc xoăn nha. Mẫu này là cài đá tóc xoăn. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mấy chị mình có thể thay đổi bất cứ cài nào như nãy em có nói á. Là mình có thể thay cài được nha. Bây giờ em sẽ thay tất cả các loại cài khác cho mấy chị coi nha. Rất là nhiều loại cài mình có thể thay thế tất cả các loại cài nha. Đó, rất là đẹp nha. Ai thích mẫu này thì comment giùm cho em là cài đá tóc xoăn cộng màu cộng với số điện thoại thì em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Mẫu này nhà em cũng có 4 màu, màu đen, màu nâu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng. Như cái em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Mình tém ra phía sau thì cũng rất là đẹp nha. Nhớ comment đúng cú pháp để được chốt đơn nha mấy chị nha. Comment đúng cú pháp để được chốt đơn, mã cộng màu cộng với số điện thoại thì sẽ được chốt đơn nha. Xinh quá luôn nha. Bỏ qua bộ này là vô cùng hối tiếc cho chị em mình luôn á. Cái cài vàng của nó lên rất là dễ thương, mấy chị thấy không? Rất là dễ thương, rất là xinh nha. Tất cả những bộ tóc cài nhà em đều có 4 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng. Và tất cả những loại cài này đều có thể thay thế được hết nha mấy chị nha. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là cài vàng tóc xoăn cộng màu cộng số điện thoại thì em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong video ngày hôm nay nha. Tóc của mình màu gì thì mình comment đúng cái màu đó giùm cho em là được nha. Bỏ qua bộ này là vô cùng hối tiếc luôn đó mấy chị. Chất tóc được làm bằng sợi tơ nhân tạo cao cấp giống tóc hiệu của mình 99% luôn nha. Bộ này nhà em bán siêu chạy luôn ạ. Mấy chị em đều rất là thích bộ này luôn. Bộ này nhà em có mã là N43, các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và màu tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em mình tóc thiệt màu gì thì hãy chọn màu đó nhé. Đặt hàng đúng cú pháp giùm cho em N43 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị. Bộ này nhà em có mã là N52 nha, có chiều dài là 35 cm, bên trong sẽ có một cái kẹp ngoặm như thế này nha. Mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp ngoặm lên là xong nha. Mẫu này nhà em có 3 màu, như các em đang sử dụng là màu nâu sô cô la nha. Ngoài ra còn có màu sáng hơn là màu nâu vàng và tối hơn là màu đen nữa ạ. Các chị em nào mình thích mẫu này thì hãy để lại cú pháp giùm cho em là N52 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Bộ này nhà em có mã là N44, có chiều dài tầm 50 cm nhé. Những chị em nào tóc ngắn, tóc ít, tóc thưa, tóc mình dài hơn, dày hơn và bóng mượt hơn thì hãy nhanh tay sở hữu cho em một bộ này nha. Tất
tất cả những bộ tóc mặt nhà em đều có màu các em sử dụng là màu nâu vàng đó. Ngoài ra còn có màu nâu sô cô la và màu đen nữa. Các chị em nào đặt hàng thì hãy để lại đúng cú pháp giùm cho em là N44 cộng màu cộng cái số điện thoại nha. Và cũng đừng quên mix cho mình thêm một cái máy thưa như thế này ạ. Máy thưa nhà em được làm bằng tóc thiệt 100% nha. Các chị em nào thích máy thưa thì hãy comment giùm cho em là máy thưa cộng màu cộng cái số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Kết hợp với combo như thế này thì rất là sang chảnh luôn nha mấy chị nha. Vừa trẻ trung vừa hot. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn mấy chị ơi. Bộ này nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Vừa trẻ trung vừa hot tuổi như thế này thì làm sao mà mấy chị không nhanh tay sở hữu giùm cho em bộ này nha. Bộ này nhà em có mã là N42, các em đang sử dụng đây là màu nâu sô cô la nha. Các chị em nào thích mẫu này thì hãy comment giùm cho em là N42 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Bộ này có mã là N47, có chiều dài tầm 40cm nha. Các chị em mình cao thấp mập ốm thì cũng có thể sử dụng được hết ạ. Từ nay đi chơi đi tiệc mình không còn phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện tóc tai nữa nha. Ai thích bộ này thì hãy comment giùm cho em là N47 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gửi điện chốt đơn cho mấy chị nha. Tất cả những bộ tóc giả nhà em đều có 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng ạ. Bộ này nhà em có mã là N49 nha chị ơi. Các em đang cầm trên tay là màu nâu sô cô la nha. Bộ này đi chơi đi tiệc mình chỉ cần cột hết tóc thiệt của mình lại rồi kẹp ngoặm lên chưa đầy 2 phút nữa là mình đã có một bộ tóc mới hoàn toàn luôn nha. Vừa dài, vừa dày, vừa đẹp, vừa có độ xoăn sang chảnh như thế này ạ. Bộ này em nói thiệt rất đẹp, rất là sang chảnh luôn. Các chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N49 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị trong cái video ngày hôm nay nha. Tất cả những bộ tóc nhà em đều có đủ 3 màu, màu đen, màu nâu sô cô la và màu nâu vàng nha. Còn những chị em nào thích tóc có dáng xoăn dài như thế này thì hãy nhanh tay sở hữu bộ này giùm cho em nha. Bộ này nhà em có mã là N46, có chiều dài là 65cm. Chị em nào thích bộ này thì hãy nhanh tay để lại đúng cú pháp giùm cho em là N46 cộng màu cộng với số điện thoại thì nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mấy chị nha.